Kinh nông dân miền Tây xin kính chào quý bà con nha. Thưa quý bà con, hôm nay em trở lại cái miếng đất mười công cầm lớn của mẹ em mướn bà con. Đây, cái miếng đất có cái hiệu cái cây đằng đó đó bà con. Thì bà hôm cái cử chỗ đất sẹp thì em sẽ chia sẻ cho bà con đằng đó. Tại vì mấy anh em đang sạch cái miếng em cái bên hơi ồn, nên em có chia sẻ cho bà con xem được. Thì hôm nay thì em sạch cái cử chỗ điều của bà con, nhưng mà lúa cho mình nó công mau công đó bà con. Còn thấy nè, màu công cái bò hổm em chưa xịt cái gì cử gì hết trơn á, chỉ xịt bò hổm thì em có xịt thì em chia sẻ cho bà con bao nhiêu thuốc đó, chứ ý là chưa xịt cái cử thuốc dưỡng nào mà để cho nó tốt hết trơn, bà con thủ phấn tốt hết trơn bà con. Mà coi thấy không, thì bò hổm em xịt cái thẻ gầy cánh trắng đó, thì ở cuối video á bà con thấy chết hiệu quả đó, thì bà con thấy nè không, lỡ giờ em đi thì không thấy một cánh trắng bay lên, mà lỡ giờ cái chú cái bên nè ông xịt một cái một cánh trắng nó bay quá trời luôn, nó bay qua đường nước rồi nó nhổ sợ quay xung thấy cho bà con. Thì cái anh kế bên này nè, anh thấy xịt quá hiệu quả rồi, anh bữa hôm anh mua mấy chục thẻ rồi. Hôm nay anh dặn thì mấy chục thẻ nè bà con, thì vài bữa thì em mua cho bà con xem, nhưng bà con thấy dặn bông của em sạch bông quá chân nha bà con đó. Chứ không phải mà em mặn mà chơi chơi đâu, mà mặn mà chơi chơi cái giới thiệu không đúng cho bà con đâu, đúng không? Lúa em sao thì em giới thiệu cho bà con như vậy, không? Không có cái gì mà ấy cho bà con. Này, con coi dòng bông nè, đúng là thật sự là bông của em nó nhỏ thiệt, không bà con? Bà con không? Coi bông nó nhỏ nhưng mà sệt bông hết trơn, chứ không phải mà ấy nha bà con. Đây nè, nó còn đang trổ lên nè, nè, không thấy đó. Nè, còn lú lên ở dưới nè bà con, đây, nè, nè, nè. Còn lú lừ ở trên nè bà con. Không. Chứ không phải mà mặn mà mấy đâu bà con, tại vì lúa của em rất là dày. Vậy mà bông vậy thì cũng đã ấy rồi bà con, cũng đạt rồi nè. Không phải mà em nói quay cặp bờ rồi, nó còn ở trong còn bông cự nữa. Nếu mà bà con muốn thì đó, thì trong ở giữa em sẽ quay vừa xịt vừa quay ở trong cho bà con xem, đúng không? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ thuốc cho bà con. Đây bình thuốc của em đây. Đây cứ này em xịt thì em chia sẻ cho bà con nha bà con. Đây. Đầu tiên á thì thuốc chữa bệnh đó bà con. Thì em dùng cái chai Philia của Sinta nha bà con, 525 XC. Thì cái hợp chất thì một hợp chất là trị bệnh thì là Chion 400g trên 1 lít và Gobiconazole không là 125g trên 1 lít đó. Thì cái hợp chất này, cái Sinta này thì cái chai Philia này thì nó chỉ là ngừa chỉ đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông nha bà con. Nhưng mà nó cái hàng đa số hàng và sản phẩm của Sinta thì nó có chất phụ gia là thuốc dưỡng một tí nha bà con, nên nó giúp cho cái lúa mình nó sẽ tốt xanh tốt hơn một chút. Thì hàng Sinta thì đó giờ em xài thì em cảm nhận cái gì không. Và thuốc thứ hai mà em dùng để trị lên lớp hạt, mà để sáng hạt cái bông lúa nó sáng nha bà con, thì em dùng cái chai Sakatop Osakatop nha bà con. Thì cái tại vì cái em ưng ý thứ nhất là cái chai này nè, nhưng đầu tiên em nói cho bà con nghe, tại cái sản phẩm nào á em có dùng rồi thì em nói dùng rồi, còn cái sản phẩm nào mà em thử nghiệm á bà con, thử nghiệm thì em nói cho bà con là thuốc hôm mùa nay em thử nghiệm đó bà con. Tại cái chai này em đã dùng rồi, là cái chai Osaka Top này nè, là hồi vụ rồi và năm cái vụ hè thu em có dùng rồi, dùng thí nghiệm rồi thì em thấy là rất hiệu quả. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho bà con là cái ưu điểm của cái chai này nó hay ở chỗ là bà con, là nó giúp cho cái hạt lúa mình nó sáng như cái chỗ như bà con thấy chỗ điều nè, bà con xịt cái cử chỗ điều hoặc cổ chỗ, nếu bà con xịt cái cử chỗ là sẹt cũng được, mà xịt cái cử chỗ điều không cũng được, xịt cái cử chỗ điều á nó giúp cho cái hột gạo khi mà nó cong xuống bà con, nó cong xuống á, nó cong giống vậy nè, mà nó cong cái giai đoạn cong cho trái mè, thì nó sẽ giúp cho cái hột gạo hột lúa của mình đó bà con, cái bông lúa nó sáng đẹp lắm bà con, thấy không? Nhưng mà qua cái hợp chất này nè, cái thuốc này nè, nó cái chai thuốc này, cái hợp cái thuốc thì nó rất là nhiều nha bà con, là tới 500 SC SE lần. Thì nó tức ba cái hợp chất để trị bệnh luôn bà con, một hợp chất là acetumin,
và một hợp chất là difeconazole và một hợp chất là gobiconazole. Thì cái hợp chất, mấy hợp chất này thì nó gồm là nó nghiêng về chị lem đáp hạt nhiều hơn nha bà con. Nếu em nói cho bà con rõ thì nó nghiêng về chị lem đáp hạt mạnh, mạnh về chị lem đáp hạt, và nó giúp cho cái bông lúa nó sáng đẹp nha bà con, và nó ngừa được đậu ôn, ngừa thôi nha bà con, nên bà con cũng lưu ý nha, chỉ ngừa thôi nha. Đó, cái thuốc này thì em nói cho bà con xem để cho bà con nắm rõ như vậy. Còn cái thuốc thứ hai mà em dùng để chị ngừa và chị vi khuẩn đó bà con, thì em dùng cái chai này là thuốc này là em mua trên mạng nha bà con, không có mua ở đại lý nha. Thuốc này em mua trên mạng là cái chai sale gì nè, full sale gì nè bà con. Thì cái hợp chất rất là lạ nhưng mà nó hiệu quả thì rất là ok. Thì cái vụ mưa thì em có dùng cũng khá là ok á bà con, rất là ổn cái vụ mưa ấy nha. Nhưng mà cái vụ mà ví dụ như cái vụ đông xuân thì không có mưa nhiều á, thì bà con dùng cái liều lượng thì một chai này có thể bà con dùng một ha một một hết nha bà con, thì một chai có thể dùng một hết. Còn vụ mưa thì hiện tại thì chỗ em cũng đang tới vụ mưa, thì hè thu thì đợt trước em dùng là một chai là em dùng 6 hoặc 8 bình thôi. Nếu mà con dùng là mua thì bà con dùng cân nhắc cái liều lượng cái gì đó. Thì cái hợp chất thì tại do là cái camera em quay không có rõ bà con, là CD và cua copter gì đó, CD copter gì đó bà con. Thì cái liều lượng thuốc có một hợp chất thôi, mà thuốc thì 33,5 SC nha. Thì nó đặc trị là vi khuẩn như vàng lá, như lép vàng và cháy bì lá gì bà con. Thì nó cháy bì lá thì rất là hay nha, lép vàng thì rất là ổn đó. Thì cái chai vi khuẩn thì em dùng cái thằng này. Và cái thuốc cuối cùng mà em nói cho bà con là giúp cho cái bông lúa nó vô gạo, ý nó vừa vô gạo và nó thụ phấn tốt quá bà con. Thì đây là cái sản phẩm Đại Nông Năm. Thì Đại Nông Năm thì đợt trước là cái em có mướn một miếng đất ở xa bà con, là nó bị phèn á. Thì bà con nếu mà bà con đất phèn á, bà con khi mà chỗ đều bà con cộng thêm thằng này là nó rất là ok nha. Nó giúp cho lúa thụ phấn tốt và nó mau công gạo nữa bà con. Hạt sáng cũng có luôn. Thì cái hợp chất nó chỉ ít thôi bà con, humic và đạm, lăng, kali, không chất bo thì có năm năm b bm rồi bà con, bm mà. Thì cái thằng này thì đó giờ em dùng cũng rất là nhiều, nhưng mà vụ mưa thì bà con nên áp dụng cộng thêm thằng này vô cho nó giúp có thụ phấn tốt của bà con. Thì cứ này em xịt 4 thứ cái gì đó bà con. Thôi bà con cùng em pha thuốc nha. Thì em đổ thùng nước vô giống như thường lệ với đó bà con. Đây là em châm thuốc. Thì thuốc bây giờ em chia sẻ cho bà con thì em châm nó bà con. Hồi nãy thì cái chai thuốc trị lên nó hàng, và còn chai này thì vi khuẩn, và cái này là lên nó hàng rồi bà con. Hồi nãy là đậu ôn, chai đầu tiên là Fidea đậu ôn. Thì nước thì nó bị màu giống như phơi sữa với đó bà con. Thì châm thuốc xong thì em mắng bình và đậy nắp lại và xịt nha. Thì cái cần của em là có cuộn cái dây cần câu quá bà con, để cho nó nhẹ cầm á, nhưng mà không không cũng được, mà tại vì do miếng đất này nó đường nó xa nên phải cuộn cần câu để đi ra nó nhẹ một chút, ít nước một chút quá. Rồi con coi cái dàn lúa của em đây, xịt thì ra bụi hết trơn nha bà con, nói chung phải giỡn rồi, tại vì có cần câu để cho nó nhẹ cầm chút thôi bà con ơi. Coi cái dàn phong nít của em đó bà con, còn chỗ nữa bà con, còn chỗ dưới nữa chứ không phải hết nữa. Thôi bây giờ em xin kết thúc tại đây bà con ơi, chúc bà con nhiều sức khỏe, lúa chú mùi thu nha, chào bà con.